Chap 122, Cao Võ Xuyên không đến vạn năm sau. Chiếc phi cơ đưa hai người Lục Thánh và Tần Hoài Hổ lướt vèo vèo trên bầu trời, kể tiếp câu chuyện sau này Hoài Hổ cho hay. Sau khi cậu gia nhập quân khu có lẽ sẽ được phong quân hàm thiếu tướng ngay lập tức, khi đó chắc chắn sẽ được tiếp xúc với hầm mộ nhiều hơn. Thực ra bọn ta quanh nằm ở khu vực bên ngoài không hiểu biết nhiều về bên trong hầm mộ. Lục Thánh vô cùng ngạc nhiên hỏi lại, ý của anh là đường phát triển của ta sẽ khác với các anh à, chứ còn gì nữa? Hoài Hổ cười cười. Cậu là tông sư cấp 7 chính là tướng tinh trong quân đội, tướng tinh có cấp bậc và chiến trường của tướng tinh. Các tướng tinh cấp tông sư thường chiến đấu theo đội nhỏ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, nếu có tài năng xuất sắc về quân sự còn có thể đi theo con đường chỉ huy quân đoàn. Bỗng nói đến chuyện đó, mặt Hoài Hổ trở nên căng thẳng hẳn, khi nhắc đến chuyện gần đây có vài hầm mộ cấp 2S nhiều lần xuất hiện dị thú bạo động. Theo suy đoán có xu hướng tiến hóa thành 3S, nói không chừng đến lúc đó cậu sẽ có cơ hội tiếp xúc đấy. Hắn giật mình khi nghe anh ta nói, thay vì thấy vui vẻ khi có mục tiêu lớn mạnh để thử sức, Lục Thánh lúc này chỉ thấy không ổn. Mục tiêu này quá xa vời đối với mình ở giai đoạn hiện tại, không thực tế, chưa đủ sức để xông pha. Chợt có tiếng thản thốt kêu lên, không ổn rồi. Là phi công của chiếc chiến cơ này thông báo phòng tuyến của Vu Sư Tọa xuất hiện dị thú cấp 7, bọn họ đang yêu cầu hỗ trợ. Ồ, cấp 7 sao? Lục Thánh nhíu mày khi nghe đến cấp 7, cấp bậc này với hắn hiện tại vẫn còn là một dấu hỏi chấm, liệu bản thân có vượt qua được chúng hay không? Hắn quay sang hỏi Hoài Hổ, Vu Sư Tọa có ở xa đây không? Anh ta nghe hỏi đã trả lời ngay luôn là không xa, trong vòng 3 phút có thể đến nơi. Bởi cũng đang lo lắng cho Du Phi Dực nên mới hỏi đâu đáp đó. Nào ngờ vừa nói xong đã giật mình tự hỏi bản thân Lục Thánh muốn biết làm gì. Nhíu mày để lo lắng, anh ta căng thẳng hỏi lại, này chờ đã, chẳng lẽ cậu định? Câu hỏi lấp lửng ở đó đã được Lục Thánh khẳng định ngay khi thấy cửa đang tách ra làm hai, chính xác như thế. Cho hai tay vào túi quần, Lục Thánh điềm nhiên nhìn bầu trời đỏ rực đang mở ra từ bên dưới phi cơ, cười cười nói với Tần Hoài Hổ, có lẽ hơi cao, lấy cho ta một đôi giày là được, chất lượng phải tốt nhất. Anh ta hoảng hốt nhìn tên trẻ tuổi trước mặt, thật sự không nghĩ hắn sẽ dám tham gia chiến trường vào lúc này. Tuổi trẻ có mấy người nhìn thấy lũ quái vật đâu chứ, cậu ta không biết sợ là gì sao? Khu vực tiền tuyến nửa tiếng trước, đội quân của Đông Bộ đang bị hàng loạt quái vật tấn công với quy mô lớn. Toàn những con đáng sợ không sừng thì cũng có cánh, nhe nanh múa vuốt lao về phía đám lính, con có sừng như châu này sắp đột phá vòng vây rồi. Chợt có tiếng vun vút của vũ khí vang lên trong không trung rồi tiếng da thịt bị chém đứt nghe đanh thép. Nhìn lại đã thấy cái đầu của con quái đó nằm lăn lóc trên mặt đất. Du Phi Dực nhảy ra với thanh kiếm còn vương máu, nghiến răng động viên lính lác bên dưới, đây chắc là con cuối cùng rồi. Bọn họ vui mừng gọi sư tọa khi thoát chết, chỉ cần là những quái vật cấp thấp hơn sẽ tự mình phối hợp chiến đấu tốt. Một tên lính cạnh bên thấy tình hình tạm ổn liền cung kính dâng cái bi đông lên cho sư tọa. Ngài vất vả rồi, uống miếng nước đi ạ. Có ông ta ở đây, sĩ khí của bọn họ được tăng lên hẳn, mức độ an toàn cũng tăng cao. Sảng khoái cầm lấy, Du Phi Dực cảm ơn cậu ta rồi tu ực vào cổ họng khô khốc, xen lẫn giữa tiếng nước chảy là giọng ổng lên tiếng hỏi cấp dưới. Đúng rồi, viện binh của chúng ta đã đến chưa? Còn viện binh từ tiểu đội tác chiến tướng tinh thì sao, không có chiến lực cao cấp thì không được đâu. Cấp dưới nhíu mày cho hay với giọng rụt rè, bộ chỉ huy quân sự nói chúng ta cố gắng cầm cự thêm, nhiều nhất là hai ngày sẽ có đội tướng lĩnh đến hỗ trợ. Dù anh ta đã cố gắng nói bằng giọng điệu dễ chịu nhất, Du Phi Dực cũng không ngăn nổi cơn bực tức khi nghe thông tin. Ông ta ném phát chiếc bi đông xuống đất đầy bực dọc nghe tiếng cốp vang dội, với cương khí thoát ra khỏi bàn tay mà sầm mặt chửi, chết tiệt, hai ngày. Hiện tại xuất hiện toàn là dị thú cấp 5, cấp 6, phòng tuyến được cấu thành bởi các võ giả cấp trung và cấp thấp này miễn cưỡng phòng thủ được. Nếu xuất hiện thêm cấp 7 hoặc thậm chí cấp 8 căn bản không thể giữ nổi. Cách đó không xa là tiếng va chạm mãnh liệt giữa một bàn chân được trang bị dày chiến với lớp da cứng đầu của một con dị thú. Là Tần Thiều Quân cột cao tóc với bộ giáp ôm sát thân trên đang tung một cước chất lượng vào đầu con dị thú. Trên mặt anh ta nở nụ cười lớn ha hớn hở, toàn thân thoát ra vẻ mạnh mẽ khác với sự bông đùa của chiếc áo hoa thường ngày. Không gian cạnh Thiều Quân đang hạ nhiệt độ nhanh chóng do có bàn tay vừa gọi ra băng giá bao phủ lấy một con quái biết bay. Nó đang há cái miệng hung hăng định cạp chết con mồi đã bị dừng khựng lại trên không trung, tiếng ken két cũng vì thế bị đông cứng. Mà người ra tay chính là chính cung của Lục Thánh, Đồng Tinh Tuyết, với phong thái ra tay cực kỳ chững chạc và điềm tĩnh. Lướt qua con quái hình dạng như gà biến dị, cô nhẹ nhàng búng tách ngón tay đã thấy vô số miếng băng lao qua chém nó ra là mấy chục mảnh. Ai có cái nồi xả ớt cho vào nấu lẩu luôn có khi húc vội được mấy món. Chiến trường nơi có Tần Thiều Quân cùng Tinh Tuyết kết hợp cũng khá ổn so với những chỗ khác. Bọn họ giải quyết được dị thú nhanh chóng, lúc này đang nhận sự hô hào của đám lính trắng xung quanh, khen lấy khen để, amazing good job. Rảnh tay là tìm đến chỗ Du Phi Dực, cả hai đồng thanh gọi sư tọa khi thấy ông ta, khi ba người đã gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Sư tọa cười sảng khoái công nhận mấy ngày nay nhờ có hai người, nếu không chỉ dựa vào một mình ta thì không thể kiên trì lâu như vậy. Thuộc hạ nhìn ba người nói chuyện với nhau cũng xì sầm đầy tự hào. Nhìn kìa, hai người đó mới hơn 40 tuổi đã đạt đến cấp 6 đỉnh phong rồi, biết đâu sư đoàn của chúng ta còn có thể có thêm hai tông sư cấp 7, khi đó sẽ an toàn hơn nhiều. Vẫn như mọi ngày, Thiều Quân cười hì hì như mình là nhân vật càn quét chính, gãi gãi đầu ra vẻ khiêm tốn này kia đáp lại. Cũng bình thường thôi, dù sao dị thú cấp 6 đều do sư tọa xử lý, bọn ta xử lý mấy con tôm tép này vẫn được. Mỉm cười nhẹ thêm lời vào, Đồng Tinh Tuyết bảo,
ta vừa nghe thấy hai ngày theo tình hình này có lẽ có thể chống đỡ được, dù sao đợt này cũng đã kết thúc rồi. Sư tọa vừa lên tiếng đồng ý, đúng thế, có lẽ đợt mới sẽ đến vào phó bản ngày mai. Mặt đất bên dưới chân mọi người vang lên tiếng thục thục rồi rung lắc mãnh liệt. Khi tất cả bọn họ nhận ra, thậm chí mặt đất còn vang lên tiếng lách tách nứt những đường dài, cũng là khi mất thăng bằng. Đất dưới chân chao đảo liên tục, không ai biết đang có chuyện gì xảy ra, tự hỏi nhau. Có chuyện gì vậy? Có dự cảm không lành, Du Phi rực quay phát đầu ra sau, tái mét khi nhận ra chấn động này báo hiệu điểm không tốt, nguồn gốc của cơn chấn động này nhất định không tầm thường. Dương mắt nhìn ra xa qua cả dãy núi đá khô cằn này, ra khỏi chiến trường bọn họ đã đánh giết liên miên mấy ngày nay, thấy được một đốm sáng ở cuối chân trời cứ như mặt trời đang chuẩn bị nhô lên cao. Nơi đó vang lên tiếng rắc rắc khủng khiếp do có thứ gì đó rơi ra tạo nên một cái cửa hang nho nhỏ. Nó còn tiếp tục rơi rớt đá để lộ không gian bên trong, những vết nứt chạy dài trên bề mặt khiến Du Phi rực nhận ra đó là hầm mộ. Bất thình lình thân hình to lớn uốn lượn xông ra khỏi đám đá đang rơi lộp độp. Nó giống rắn có vảy trên thân nhưng bàn chân lại dậm mạnh xuống đất đá ngổn ngang không khác nào bàn tay linh trưởng. À, khi nhìn lại mới thấy từ vết nứt ban nãy xuất hiện đến ba con quái cùng một lần với kích thước cực kỳ to lớn và vô cùng hung dữ, đang lao về phía đám lính không xa. Một con có hình dạng bọ ngựa, một con giống dạng trùng và con còn lại là một loài vượn biến dị đang trực chờ cắn xé người ta. Tần Thiếu Quân thấy không ổn rồi, là dị thú cấp 7 còn tới ba con, anh ta nghiến răng chửi mẹ nó chứ, thật hay ảo thế này, còn để cho người ta sống không đây. Đồng Tinh Tuyết cũng biết tình hình đang rất căng thẳng cho phe bọn họ, cô siết nhẹ đôi môi xinh đẹp lo lắng cho quân đội phe mình đang rất không ổn. Tinh thần vừa mới phấn chấn lên một chút bây giờ lại bị dập tắt hoàn toàn. Gần đó là Du Sư Tọa cất giọng trầm thấp với ánh mắt tối sầm, nếu chỉ có một con thì ta còn có thể phối hợp với các giáo quan từ từ tiêu diệt nó. Nhưng dị thú cấp 7 sẽ tự bạo trước khi chết, mỗi lần đều gây ra thương vong lớn. Đứng trước cái bóng đang kéo đến ngày một gần của chúng, Du Phi rực nhỏ giọng nói với cấp dưới cũng như với chính mình. Hồ chi là bây giờ tới tận ba con, chẳng lẽ lão tử phải chết ở đây sao? Câu hỏi đưa ra đã tự có câu trả lời, Du Phi rực rút thanh kiếm quen thuộc của mình ra vào thế thủ ngay. Ánh mắt ông ta rực lên sự kiên định khi lớn tiếng gọi các anh em, đừng nghĩ nhiều nữa, tìm hỏa lực kiểm trợ cho ta, muốn sống thì đánh mạnh vào cho ta, bất chấp mọi giá tấn công xông lên. Theo lời chỉ huy của ông ta, hai chiếc xe tăng hạng nặng bắt đầu di chuyển với nòng súng hướng về phía bên ngoài, sẵn sàng yểm trợ ông ta từ xa. Đám thuộc hạ trong quân khu đông bộ cũng đã có mặt đông đủ, đầy khí thế lăm lăm vũ khí trong tay sẵn sàng hỗ trợ theo tiếng gọi của Du Phi rực. Tất cả võ giả cấp 6 trở lên chuẩn bị theo ta xuất trận. Dứt câu cả đám người lao vào và bông bốp vào thân của bọn quái vật, thấy phát ra những ánh sáng rực rỡ còn bóng người di chuyển linh hoạt liên tiếp không dừng. Bước đầu đã đánh phủ đầu bọn chúng được thành công khiến ai cũng hào hứng xông vào đánh giết. Bẵng đi được một lúc, Thiếu Quân ôm lấy miệng mình ho lụ khụ ra một đống máu thật lớn, mặt mũi anh ta nhăn lại đầy khổ sở khi thấy tình trạng của mình. Ba con dị thú gấp 7 đó, chết tiệt, biết trước còn ba con cấp 7 vừa rồi đã không xông lên mạnh như thế. Thấy Tinh Tuyết đứng cạnh bên không nói lời nào, anh ta nhìn sang vẻ mặt trầm ngâm kia rồi không nhịn được lên tiếng trêu chọc. Đậu xanh, sao mắt cô giống mắt thỏ thế Mộc Lỗ Kim hả? Đã mệt rồi còn chọc, Tinh Tuyết chửi thẳng, cút, chỉ là tinh thần lực bị tiêu hao một chút thôi, chẳng phải anh cũng bị thương khắp người sao? Không thể không cợt nhả, Thiếu Quân lau vết máu trên miệng cười khì khì, đùa thôi đừng nghiêm túc thế, à mà thằng nhóc Lục Thánh mấy ngày nữa sẽ tới đây đó. Cô nói xem, khi cậu ấy tới quân khu ham hở tìm chúng ta thì... Nói đến đây tự dưng vẻ bông đùa bay biến sạch, vẻ mặt Tần Thiếu Quân dầu dĩ như nhà có tang. Tầm mắt cụp xuống anh ta lý nhí, giả sử kết quả cậu ta lại thấy hai cái xác, có phải Lục Thánh sẽ đơ ra tại chỗ không? Tinh Tuyết gạt đi ngay, nói ít đi một câu lát nữa cơ hội sống sót sẽ cao hơn một chút. Trong ánh mắt anh ta như tắt đi tia hy vọng sống mà vẫn cười cười đồng ý với cô bạn. Được rồi, vậy ta sẽ ngậm miệng lại để tăng cơ hội sống sót một chút. Dù sao ta vẫn chưa muốn chết mà, chẳng có ai ở đây lại muốn chết cả. Bọn họ chầy chụa thu hẹp phạm vi đội hình lại gần nhau hơn, trong đôi mắt của ai cũng đang hiện vẻ quyết tâm rõ rệt như đang nói. Dù tình hình ở đây như thế nào cũng quyết bám trụ cho bằng được. Sau giờ phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, tiếng quen thuộc của Du Phi rực lại vang lên, mọi người chuẩn bị xông lên. Hàng loạt người giơ cao thanh kiếm lên hưởng ứng tinh thần của sư tọa trước khi xông vào trận chiến. Bỗng dưới bầu trời âm u đầy những tàn lửa và những mũi kiếm sắc nhọn, ai cũng thấy một vệt sáng màu vàng bay vụt qua cứ như sao băng. Không phải sao băng, nó đang lao ngay xuống nơi mọi người quân khu đông bộ đứng với tốc độ cực nhanh, làm họ nháo nhây xem hỏi nhau, là cái gì thế? Hai người Tinh Tuyết và Thiếu Quân giáo giác nhìn theo, khi thứ đó bay gần hơn liền lờ mờ đoán định ra hình như không phải là thiên thạch lạc lối, mà là người hay sao ấy. Một thân hình thanh niên được bao phủ trong lớp ánh sáng khi chúi người lao về phía trước mà không bị xây xác gì cả, cứ như ma sát không gian chẳng là cái thá gì với hắn. Rất nhanh Đồng Tinh Tuyết đã đỏ mặt khi nhận ra, đó chẳng phải là cậu ta hay sao? Tâm hồn thiếu nữ của bà cô 50 rung động mãnh liệt khi lẩm nhẩm cái tên đó rồi bất chợt vệt sáng kia đang rơi xuống đâu. Tinh Tuyết hét toáng lên đầy lo lắng, không ổn, vị trí cậu ấy rơi xuống là chỗ của ba con dị thú cấp 7. Nguy hiểm, bọn họ làm gì được với tốc độ rơi kinh hoàng đó chứ, chỉ có thể dương mắt đứng nhìn nên Thiếu Quân nhân tiện trêu chọc. Á, à, cô quen tên thích làm màu đó à, là ai thế? Là ai đi chăng nữa thì hắn cũng đã lao ầm vào phần đầu nhe nhẫn của con quái vật. Nghe đùng một tiếng khiến nó kêu lên két két đầy đau đớn, nếu là con người sao lại có khả năng tự lao vào dị thú như thế cơ chứ.
Lục Thánh dùng cương khí hộ thể biến bản thân thành thứ cứng rắn nhất trên đời, nhoảnh cười khi phóng vút đến chỗ còn dị thú bồi cho mấy phát nữa vào đầu nó. Đánh đến phát thứ hai, cái mồm đầy răng nhe nhừng của con trùng đã bị cắm xuống mặt đất đá bên dưới, thấy nó nứt toác. Do Lục Thánh đã sử dụng lực đạo cực mạnh khiến con quái không cách nào chống cự được. Những người có mặt đều hết hồn, chừng này người còn không dám tấn công bằng thân mình. Đến gần cũng chẳng dám, ngoài sử dụng vũ khí để thay phiên nhau làm quái vật bị thương, chẳng trách bọn họ giờ đây đang há hốc mồm miệng đầy ngạc nhiên. Cái gì thế này, sao người đó lại làm được như thế? Một chốc sau đã thấy con rết kia cắm phập đầu xuống đất, miệng nứt toác một đường dài và khói bụi ngập trời vấn vít xung quanh cơ thể nó, rõ ràng con quái đã bị kẻ kia đánh cho chết hẳn. Và hắn lúc này mới bước ra với đôi giày mới cóng lút được từ chỗ Tần Hoài Hổ, mỉm cười, chất lượng giày của quân đội cũng không tồi. Toàn thân hắn bốc lên luồng cương khí và tinh lực vàng trông cực kỳ dữ dội, không khác gì ngọn lửa đang bốc cháy phừng phừng. Đã kết thúc tập 122 của bộ truyện tranh Cao Võ Xuyên Không Đến Vạn Năm Sau rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.